rồi vô từ. Ủa vô từ vô xích căng kinh quá. Qua đất kia xích luôn, tụt kia xích tụt bay tới người đó. Các bạn xem bắt tay trừ mở xích đây. Bọc lại cái bánh này lên một cái dốc nữa. Bọc xích, chuẩn bị bọc xích. Ai chưa biết bọc xích thì các bạn xem nha. Bạn xem đây, cách bọc xích này. Bọc xích bánh xe. Bọc lốp này. Để như dầm nữa cái lùi xe này hả? Tới hả? À tới. Tới cái xích nó mới chuyển đi được. Bên kia bọc chưa? Đây là cách bọc xích các bạn nha. Những người nào biết rồi thì thôi, nhưng mà chưa biết thì em sẽ các bạn xem ra. Để cái dây xích nằm trên bánh xe, sau đó là tới xe. Di chuyển xe tới là kéo cái xích úp lại cái bánh xe. Đấy. Xích 10 nén đó. Xích 10 vậy? Xích đi nén à? Bánh xe xích cua đây. Rồi bây giờ xe di chuyển của bạn ơi. Di chuyển bây giờ tôi phải giữ là cái xích này, đoạn xếp thì bánh xe này. Ôi. Bên kia rớt mất rồi. Cho nó mẹp đồ đó. Cách bọc xích này các bạn nha. Đây, cách bọc xích này. Ở đây có thuộc không đó? Đưa mắt lửa đó cho nó giữ. Bạn xem xe lên lên dốc cái dốc này nha. Xe chở keo đi lên đi không đi lên lên dốc chở keo đây. Mấy cái anh em làm bỏ đóng keo.
kéo từ thôi, bị mét cục đá rồi, với lại đất sét nữa, đất sét này, cho nên là đi không nổi. Bươi quá mà, dốc khó chịu quá. Mấy cục đá này nè, mấy cái gành đá này. Trời không? Nó cho cục cành đá này lên sao được, rất gì xích luôn đó. Cái đi. Rồi bây giờ tơi lên nè. Do mấy cục đá các bạn ơi. Đây là dốc này, đất sét, khó chịu. Đứng ngắt luôn. Rồi vô tới. Ủa vô tới, vô xích căng kinh quá. Qua đứt cái xích luôn, tụt cái xích trong bay tới người đó. Chết. Kinh khủng, không dám đi gần nghe. Ghê quá. Ui. Ôi trời cháu. Em chỉ uống mà đi theo. Em phong mình. Lên núi mà gặp tầm hoa rừng không đi. Gặp người đẹp không? Anh em ngủ trưa đây các bạn nha. Giờ đi làm đi. Ô bò miêu mập kìa. Đó. Đây là hoa rừng nè. Đó, có cảnh rừng chứ mà. Ủa, tập quay cái mốc không? Đây là cái đoạn làm đường điện 500 kV nước bánh nha. Dốc kia. Ô, lên mấy cái dốc này thì mình chạy theo cũng ớn. Đây các bạn xem, đây là đường điện 500 kV nè, từ Bắc chí Nam 500 kV. Còn mấy cái dốc nữa mà, nó đuối, không nổi lên nữa.